Dạ gỗ này là gỗ nhai bách anh nha, gỗ nhai bách hàng nhập. Hàng này là tuyệt đối, cây gỗ này là không tồn tại ở Việt Nam. Gỗ nhai bách. Cái gỗ này là nó sống ở trên những cái vùng núi cao mà nó bám trên đá nó sống không à. Anh em biết không? Ví dụ như một cái cây như này nè, một cái cây nhỏ như này nè, để hình thành được một cái cây như này nó phải tốn rất là nhiều năm luôn. Tại vì nó bám trên đá anh em, nó không có chất dinh dưỡng. Đấy. Mà cái tinh dầu của nó thì không phải là cái mùi thơm giống như gỗ xá xị hay là gỗ ngọc am của mình, mà nó thơm rất là nhẹ dịu ở phía sâu bên trong á, mà đặc biệt là nó tốt cho sức khỏe vô cùng. Đấy. Đó mới là vấn đề nha anh em nha. Một bước di lặc tiếp theo nha, một bước di lặc tiếp theo. Anh em nhìn nè, nguyên một cái bệ rễ ôm đá này anh em nhìn thấy không? Đây, giới sẵn giới thiệu cho anh những anh em nào chờ hồi giờ chưa biết luôn nè. Anh em thấy không? Anh em nhìn cái bệ rễ nè. Cái bệ rễ này là anh em biết sao? Nó đâm giữa hai cái khe đá này nè để nó sống nè anh em. Đấy. Anh em hiểu không? Cái khe đá cái này nó đâm vô nè. Anh em đem về anh em nhìn anh em ngắm nghía mấy cái này nè nó mới đẹp. Anh em mới thấy là cái sức sống của nó, của cái cây gỗ này nó mãnh liệt như thế nào. Gớm lắm, thiệt sự luôn á. Tôi nghiên cứu nhiều, tôi ghiền là vì cái sự sống của nó chứ. Nhiều lúc cái gỗ này tôi thấy cũng chưa chắc gì đẹp bằng những cái gỗ Việt Nam không. Đó là tôi nói thiệt sự. Nhưng mà cái cách sống của nó, cái sức mạnh của nó làm cho tôi thích. Đấy. Bước này anh em nào thích nè, chốt cho anh em bước này giá 750.000 đồng. Ok chưa? Một bước nu cực kỳ duyên dáng, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Bước này để ô tô được. Để bàn làm việc được, rất đẹp luôn, nu nha anh em nha, anh em nhìn nè, bức này nhỏ mà chắc. Đây. Chị Hằng Nguyễn chốt bức này, anh Hồ Việt chốt bức này đúng không, 540, rồi chốt cho anh Hồ Việt. Cái bức này nhìn phát cái chất gỗ, anh em nhìn cái chất gỗ phát, nhìn cái kết liền luôn thiệt. Nguyễn Tiến Tuấn hả? Ok, chốt cho anh Nguyễn Tiến Tuấn nha. Anh em nào mà muốn mà gọi là săn những cái hàng VIP như này á, thì anh em nên bấm vào nút chuông, anh em theo dõi bay. Đấy, xong anh em bấm nút chuông nữa là từ từ anh em sẽ được săn những cái hàng này. Còn anh em biết sao không? Sau mà đăng lên trên bán rồi là toàn là những cái hàng bị anh em săn hết rồi, có nghĩa là những cái bức nào mà đẹp là anh em đã săn trên like hết rồi. Bên văn là có một cái tục lệ là lên like trước, xong rồi cho anh em săn cho đã, xong rồi bắt đầu mới chụp hình đăng bán. Đấy, nên là anh em nhớ like bay nha, like đi.